Xin chào quý anh chị đã quay trở lại kênh. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị một căn nhà có diện tích ngang 5 dài 20, hướng chính đông, gần chợ, gần nhà thờ Bình Chánh. Đã có sổ hồng riêng, pháp lý rất là rõ ràng anh chị, hẻm là hẻm xe hơi, hẻm thông luôn. Đây là cái cổng của căn nhà. Ở cổng chúng ta có một cái mái ngói tạo kiểu rất là đẹp luôn anh chị. Nhà của chúng ta ra nhà thờ Bình Chánh chỉ khoảng 5 phút và ra chợ Bình Chánh cũng khoảng 5 phút anh chị. Hẻm trước nhà của chúng ta là hẻm xe hơi, hẻm thông. Diện tích của căn nhà là ngang 5m, dài 20m. Hướng nhà là hướng chính đông luôn anh chị, rất là mát luôn. Mặt trời mọc vào buổi sáng sẽ chiếu vào căn nhà anh chị nha. Một căn nhà rất là mát. Ngoài ra bên em còn một căn nhà hướng tây nữa, các anh chị có nhu cầu hướng nào thì chúng ta có thể mua hướng đó các anh chị. Hẻm trước nhà của chúng ta là hẻm thông và dân cư ở đây rất là đông đúc các anh chị. Đây là căn nhà có sổ hồng riêng có sẵn luôn các anh chị, sổ hồng đầy đủ rõ ràng. Các anh chị mua rất là yên tâm luôn nha. Về mặt sổ sách thì bên em rất là rõ ràng về vấn đề pháp lý. Cái cổng này thì có một cái mái ngói tạo kiểu rất là đẹp. Và cái cửa sắt này là cửa bốn cánh, chúng ta có thể mở hết ra để chúng ta có thể dê xe vào. Sân trước nhà của chúng ta có chiều dài là 4m các anh chị. Rất đủ để chúng ta có thể dê xe hơi vào trong nhà luôn. Dân cư xung quanh này rất là đông. Và nhà của chúng ta rất là gần nhà thờ, cách nhà thờ khoảng 5 phút thôi. Đây là sân trước nè. Sân trước thì những cái viên gạch là nhám, không trơn trượt. Nhà gồm một trệt một lầu, 4 phòng ngủ và có phòng ngủ ở dưới dành cho người lớn tuổi luôn anh chị nha. Sân trước nhà của chúng ta có thể đậu xe hơi ở trong sân luôn, rất là tiện lợi luôn. Anh chị nào có xe hơi thì có thể đậu ở trong sân này luôn. Sân dài 4m, có chiều rộng là 5m rồi. Ở đây là khoảng sân của chúng ta. Nền sân thì được lát bằng gạch nhám chống trơn trượt. Cửa cổng là cửa sắt 4 cánh, rất là kiên cố các anh chị. Nhà của chúng ta có diện tích ngang 5m, dài 20m, sổ hồng riêng, hướng chính đông, cách nhà thờ cũng như chợ Bình Chánh khoảng 5 phút đi xe. Căn nhà mới được xây dựng luôn. Và đây là căn hướng đông, còn một căn hướng tây nếu các anh chị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em. Cũng diện tích là ngang 5, dài 20, hẻm xe hơi, đậu xe trong sân luôn. Sân rất là rộng luôn mấy chị, rất là tiện lợi cho chúng ta. Có một cái mái ngói ở đằng cổng tạo kiểu rất là đẹp. Căn nhà của chúng ta ra chợ Bình Chánh khoảng tầm 5 phút. Chúng ta đi ngay đầu đường Đinh Đức Thiện từ quốc lộ mình quẹo vô. Và đi khoảng 20m thì sẽ tới trường Trịnh Như Khuê. Mình sẽ quẹo phải vô Trịnh Như Khuê các anh chị nha. Và đi khoảng tầm 300-400m mình sẽ tới nhà thờ Bình Chánh. Từ nhà thờ vô nhà khoảng 5 phút. Đây là không gian của phòng khách. Phòng khách của chúng ta được làm một cách đơn giản. Và có điểm nhấn là một cái bức tranh ở bên tay trái của chúng ta. Phòng khách này cũng khá là rộng các anh chị, có chiều dài khoảng 4m. Ở dưới cầu thang thì chúng ta có thể làm thêm những cái tủ ốp theo cầu thang. Đó, chúng ta có thể đựng thêm đồ ở ngay dưới chân cầu thang. Đó, không gian phòng khách, nhà có diện tích ngang 5 dài 20. Cầu thang ở đây có một cái chắn ngang là bằng kính cường lực và bằng gỗ gỗ đỏ luôn các chị.
từ cầu thang nhìn xuống thì chúng ta sẽ có một cái bức tranh phong thủy ở đây luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Nhà này có giá trên 2 tỷ một xíu cái gì nha, và có ngân hàng hỗ trợ cho chúng ta vay. Vay được khoảng 70% giá trị căn nhà này. Đây là một cái bức tranh khá là lớn ở phòng khách, rất nhìn rất là đẹp luôn. Đây là view nhìn từ trong ra phòng khách, và chúng ta có thể nhìn thấy cái sân cũng rất là thông thoáng luôn. Diện tích nhà là ngang 5m, dài 20m, một trệt một lầu, có 4 phòng ngủ, một phòng ngủ ở dưới đất và 3 phòng ngủ ở trên. Bây giờ chúng ta sẽ tiến sâu vào căn nhà. Bên tay trái của chúng ta thì có một cái phòng ngủ. Phòng ngủ này rất là tiện lợi cho những người lớn tuổi nha, những người không thích leo cầu thang do vấn đề về xương khớp, thì đây là một cái phòng ngủ rất là thích hợp cho những ông bà, cha mẹ lớn tuổi có thể ở đây. Phòng ngủ này ngang 3m, rộng 3m, khoảng 9m2 các chị. Hành lang của chúng ta khoảng 1m rưỡi. Và nhà này cũng được lắp gạch tường lên khoảng 1m rưỡi các anh chị, rất là sạch sẽ luôn. Đây là không gian khu vực bếp của chúng ta. Bếp thì chúng ta được trang bị tủ trên và tủ dưới bằng gỗ ván ép. Mặt bếp thì làm bằng đá hoa cương. Ngay chỗ bên tay phải gần nhà vệ sinh thì chúng ta có thể để một cái máy giặt ở đây, có sẵn ống chờ, ống xả luôn. Cái bếp khá là rộng luôn các chị, nấu ăn rất là thoải mái. Ngoài ra chúng ta có thể đặt bàn ăn ở bếp để chúng ta có thể cùng gia đình ăn uống. Chỗ này chúng ta đặt cái máy giặt ở đây, có ống xả, ống chờ. Gạch ốp lên tường khoảng 1m rưỡi, rất là sạch sẽ. Đây là cái nhà vệ sinh ở tầng trệt. Thì nhà vệ sinh này chúng ta có thể sử dụng cho phòng ngủ ở tầng trệt, cũng như là khi mà có khách tới nhà thì chúng ta có thể sử dụng cái nhà vệ sinh ở bên dưới này. Có đầy đủ lavabo, bồn vệ sinh cũng như vòi tắm ở đây. Các cái cửa ở đây thì làm bằng kính cường lực và khung nhôm. Đằng sau cũng có một khoảng giếng trời các anh chị, khá là thoáng. Giếng trời này nó sẽ thông từ dưới lên trên, và ở bên trên thì chúng ta có cái phòng ngủ sẽ thông ra đây. Chúng ta có thể làm cái cửa sổ thông ra ngoài, rất là thoáng cái căn phòng của chúng ta. Cái sân sau này chúng ta có thể phơi đồ, giặt đồ. Thông tin của căn nhà này có diện tích là ngang 5m, dài 20m, hướng chính đông anh chị. Còn một căn hướng tây thì các anh chị có thể liên hệ với em, cũng giống như vậy luôn, diện tích ngang 5, dài 20. Rất là gần nhà thờ cũng như là chợ Bình Chánh luôn. Ngoài căn nhà này ra, các anh chị có thể tham khảo bên em có rất là nhiều căn nhà khác trong khu đô thị 5 sao và cũng gần khu vực khu đô thị 5 sao thì giá nhà nó sẽ rẻ hơn chút. Ngoài ra thì ở trong 5 sao thì bên em có bán đất luôn các chị, bán đất nền có sổ sẵn cho các anh chị luôn. Các anh chị nào muốn mua đầu tư, mua ở đều được luôn nha. Ở đây có bán đất luôn. Còn đây là không gian của phòng khách nè. Cầu thang khá là rộng. Cầu thang của chúng ta đi khá là thoải mái. Những cái bậc thang này thì làm bằng đá hoa cương màu đen kết hợp với màu trắng, giúp cho phân biệt rất là rõ ràng khi chúng ta có thể bước lên. Đây là không gian cầu thang. Căn này thì giá khoảng hơn 2 tỷ một chút và có hỗ trợ vay ngân hàng 70%. Nếu các anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp. Ở bên em sẽ hướng dẫn cho các anh chị vay ngân hàng, thủ tục rất là đơn giản.
Các anh chị có cần mua đất nền có sổ sẵn thì cứ liên hệ với em sẽ chỉ cho các anh chị mua những cái lô đất ở trong khu đô thị 5 sao nha các anh chị. Đây chúng ta lên không gian tầng 1 của căn nhà rồi các anh chị. Đây là cái sảnh của chỗ cầu thang này. Hành lang của chúng ta khoảng tầm 1,5 m, cũng khá là rất là thoải mái rồi. Ở trên đây thì chúng ta có thêm 3 cái phòng nữa. Ở đây thì xài nước của nhà nước luôn và điện là đồng hồ riêng cái gì nha. Sổ riêng chứ không phải là sổ chung luôn. Sổ chung thì chúng ta không thể vay ngân hàng được, chỉ có sổ riêng chúng ta mới vay được ngân hàng. Đó, căn này thì là sổ riêng. Diện tích là 100 m², ngang 5, dài 20, sổ sách rất là rõ ràng. Nằm trong khu dân cư hiện hữu, rất là đông dân cư, cách nhà thờ cũng như chợ Bình Chánh khoảng 5 phút đi xe. Có hỗ trợ vay ngân hàng luôn. Căn này các anh chị đang coi là căn hướng đông và có một căn hướng tây thì cũng giống như vậy, 5-20 luôn. Các anh chị có nhu cầu hướng tây thì cứ liên hệ. Nhà thì cũng như vậy luôn, rất là đẹp luôn. Đây là một cái căn phòng ở phía sau. Căn phòng này thì có nhà vệ sinh ở trong phòng luôn, rất là tiện lợi cho cặp vợ chồng cũng như là có con nhỏ thì mình có thể sử dụng cái phòng ngủ này. Cửa sổ này rất là thoáng nha, cửa sổ này nhìn ra cái giếng trời, chúng ta có thể mở ra để đón gió tự nhiên. Đây nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ luôn, cũng giống như nhà vệ sinh ở tầng trệt. Thì nhà vệ sinh này được lát gạch nhám này, có đầy đủ các cái thiết bị lavabo, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen. Và ở đây thì chúng ta cũng có vòi nước nóng, nước lạnh luôn, rất là tiện lợi. Ngoài ra thì các anh chị có thể tham khảo ở bên kênh Sài Gòn House, có những lô đất trong khu đô thị 5 sao và có những cái căn nhà phố đã xây sẵn trong khu đô thị 5 sao đã được review. Các anh chị có thể tham khảo để mình có thể lựa chọn thêm. Căn này thì trên 2 tỷ một chút, còn trong khu đô thị 5 sao thì giá tầm trên 3 tỷ. Các anh chị có căn nhà 5x20. Ngoài ra thì bên em cũng mua bán, và nếu anh chị có nhu cầu về đất nền á, thì có thể liên hệ nha. Trong khu đô thị 5 sao bên em có bán đất luôn, chứ không phải là chỉ bán nhà thôi, có cả đất nền các anh chị muốn xây dựng, tùy ý theo các anh chị. Đây là khoảng không gian chỗ cầu thang, và ngay trên cầu thang thì chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh bên ngoài. Nhà vệ sinh này sẽ sử dụng cho cái phòng, hai phòng còn lại thì chúng ta có thể sử dụng cái nhà vệ sinh này, cũng khá là tiện lợi. Một căn phòng thì chúng ta có nhà vệ sinh bên trong, và hai căn phòng bên ngoài sẽ sử dụng cái nhà vệ sinh này nếu có nhu cầu. Đó, căn phòng đó có thể sử dụng cái nhà vệ sinh bên ngoài. Còn cái phòng này thì chúng ta có thể làm một cái phòng thờ, hoặc nếu anh chị nào không thờ thì chúng ta có thể làm một cái phòng vui chơi giải trí ở đây, hoặc làm phòng ngủ cũng được luôn. Căn nhà này được trang bị sẵn rèm cửa luôn mấy chị. Những cái cửa phòng ở đây thì làm bằng nhôm sinh pha và kính là kính cường lực. Căn phòng này khá là rộng nha, và có một cái tủ đựng đồ khá là tiện lợi ngay cửa sổ luôn. Căn nhà của chúng ta là hướng đông và cách chợ Bình Chánh cũng như nhà thờ khoảng 5 phút, rất là thuận tiện cho những anh chị nào có đạo, mình có thể ra đi nhà thờ Bình Chánh khoảng 5 phút thôi. Đây là cái ban công của nhà mình, ban công ở đằng trước. Thì ban công này có chiều rộng khoảng 1,8 m. Bên em có làm sẵn cái lan can kính chắn ngang. Ở xung quanh dân cư thì rất là đông rồi, các anh chị rất là yên tâm về khu vực này, khá là an ninh và dân cư khá là đông. Điện ở đây là điện riêng và nước thì nước của nhà nước, nước thủy cục luôn các anh chị.
Đó, cái ban công này khá là rộng, 1m8 các chị. Ra đây chúng ta có thể trồng cây, ngắm cảnh, hít không khí, phơi đồ cũng được. Đó, nhà cửa thì san sát nhau. Căn này là một căn riêng biệt nha các anh chị, không phải là mình xây liền kề đâu. Căn này riêng, từng căn một. Đó, đây là cái sân nè các chị, sân của chúng ta có chiều dài là 4m, độ xe hơi thoải mái luôn. Rồi, em đã review xong căn nhà này. Nếu các anh chị có nhu cầu hãy liên hệ ngay nha các anh chị. Và sau đây thì các anh chị xem một số hình ảnh tại khu đô thị 5 sao. Ở đây thì em có những cái lô đất như là ngang 5 dài 20, 6 20, 8 20, 10 20, 4m rưỡi dài 25m. Tất cả những cái lô này đều có sổ sẵn và các anh chị có thể mua để xây dựng. Hoặc ở đây thì em cũng có một cái căn nhà ngang 5 dài 20 đã xây dựng sẵn luôn, một trệt hai lầu cộng với sân thượng. Đây, cái nhà này là hướng đông luôn các chị nha, giá trên 3 tỷ, đã có sổ hồng. Đó, đang hoàn thiện luôn, nằm trong khu đô thị 5 sao. Đó, ngoài ra thì anh chị có thể mua đất ở khu này nha, liên lạc với em. Em chỉ cho anh chị một số cái lô đất rất là đẹp luôn, hướng đông, tây, nam, bắc đều có luôn. Căn nhà đang quay là căn nhà hướng hướng nam. Đó, căn đó là căn hướng nam, đang hoàn thiện. Đó, đây là căn hướng nam nè các chị. Kế bên một căn nhà đã được bán rồi và có người đang ở rồi. Đó, khu 5 sao này rất là sầm uất luôn. Sau này thì sẽ rất là phát triển. Đây là cái cổng của dự án đi vào khu đô thị 5 sao. Khu này thì 200 hectare luôn các chị, một cái khu rất là phát triển. Tiện ích thì khá là nhiều như là shop house, hồ bơi, hồ sinh thái, sân tennis, sân đá banh. Đây, bên tay phải của em, đó, có sân đá banh, sân tennis luôn. Và trong này cũng có một cái sân golf. Khu này đang phát triển khá là nhanh. Các anh chị đầu tư thì hãy đầu tư từ giai đoạn này rất là tốt này. Giai đoạn này thì đã có sổ cũng như là giá đất đang tăng khá là nhanh. Người ta đang chuyển qua đây xây dựng rất là nhiều. Ở đây thì có một căn hướng nam và một căn hướng bắc bên em cũng đang xây dựng. Đây, đã bán một căn, còn một căn hướng này là hướng bắc luôn nha. Ngang 4m rưỡi, dài 25m, một trệt, hai lầu cộng với sân thượng, tất cả là đúc thiệt hết. Đây là view nhìn từ trên cao của căn này. Đó. Các anh chị có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp ngay. Và các anh chị nhớ đăng ký kênh giúp em nha. Đăng ký kênh để mình nhận được những thông tin hoàn toàn miễn phí và thường xuyên, nhanh chóng nhất. Đăng ký kênh là đã giúp em rất là nhiều rồi. Mong các anh chị hãy giúp em để em review thêm nhiều những căn nhà, những lô đất cho các anh chị ở đây. Em xin chào và cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Các anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để mình nhận được những thông tin mới nhất từ kênh này. Xin cảm ơn.